60. Đây một con khoác thể thao này. Khoác thể thao phối với cả nỉ nhá. Khoác thể thao này, con này con nhung tuyết này. Chữ 60. Chốt cho em mã chữ. Chữ cho Lê Hồng Hoa này. Lê Hồng Hoa 60. Chữ 60 cho Lê Hồng Hoa nhé. Con này có chị size này, size M. Size M 55 cân này. Một con khoác thể thao nhung nhé. Đẹp chưa này, 90.000 chốt cho em mã khoác. 90.000 mã khoác nhé. Trong một lót vải mát này. Mã khoác 90. Khoác 90 chữ Lê Hồng Hoa 60. Chữ 60 của Lê Hồng Hoa này. Khoác 90 mã khoác chị ơi, 90.000 thôi. Chốt cho em mã khoác này, rất mới đẹp. Khoác 90 chốt cho em mã khoác. Một con chân váy nhung nhám cho chị size SM này. SM nhá, 55 cân quay đầu nhá, S và M lớn này. Vì chun nó eo co giãn mà. Đấy. 60.000 chốt cho em mã này là mã xếp ly nhá. 60.000 mã xếp ly SM. 60.000 mã xếp ly này, xếp ly 60. Ai lấy xếp ly chốt cho em xếp ly. Một con hai dây nâu á chị này, con này 40.000 nhá. Nâu đá này. 55 60 cân. Nói là size XL đấy. 55 đến 65 cân nhá. 40.000 mã nâu, 40.000 mã nâu. Xếp ly cho Lê Hồng Hoa này. Lê Hồng Hoa 60, nâu 40 này. Nâu đá nhá, không phải nâu thường đâu. Các chị 55 đến 65 cân, nâu 40 mã nâu. Một con váy này chị nào size size M cho em nhé. Chị nào size chuẩn M từ 48 đến 53 54 cân, đẹp chưa? 48 đến 53 54 cân nhá, trong một lót vải bình thường. 48 53 54 cân này. Con này 100.000. 100.000 mã này, mã nâu. Mã nâu 100. Nâu chị Vũ Nga này, nâu đá chị Vũ Nga này. Chị sau đấy chị ơi. Nâu đá 40, quên con này chốt mã số 2 đi chị ơi. Mã số 2 nhá, quên mất. Thì con kia là con nâu rồi. Con nâu đá kia 40 chị Vũ Nga này. Em kéo em chụp chị mà sau thì chị đừng trách em nhé, chị Thanh Nga nhá. Đây em chụp em gửi chị mà sau chị đừng trách em luôn đấy. Đây. Trời ơi. Số 2 chị Đỗ Tuyết này. Không tin tưởng người bán em buồn lắm. Em chụp rồi đấy. Số 2 chốt chị Đỗ Tuyết này. Chị Đỗ Tuyết 100 nhé. Số 2 100 chị Đỗ Tuyết này. Tiếp này một con bi này chị ơi. Con sơ mi bi này. Sơ mi bi đó chị nhé. Con này size M đấy. Con này size M chuẩn M này. Con bi này 60.000 chốt cho em mã bi này. Số 2 chị Đỗ Tuyết rồi. Số 2 100 chị Đỗ Tuyết này. Vì trên máy khác nhau đấy chị ơi. Bi này, đẹp chưa này. Bi 60.000 mã bi để Đỗ Tuyết 100 mức nhá. Con này size SM màu đường đấy. 45 đến 52 cân. 45 đến 52, 53 cân này. Mã bi này, bi 60 chốt cho em. Mã bi, bi chị Thúy Thái này. Khách mới này. Thúy Thái 60 này. Con xếp đi của chị Lê Hồng Hoa đúng không? Bóc cất rồi đúng không? Con chân váy xếp đi vừa rồi ấy. Bi 60 chị Thúy Thái này. Thôi cứ ấy đi. Thúy Thái 60 này. Bi 60 chị Thúy Thái nhá. Đây này. Con này size M này chị ơi. Size M cho em này. 50-55 cân này. Con này các chị tầm size chuẩn M nhá. Con này 70.000 chốt cho em mã này. Mã 70. Ủa, con này đẹp quá luôn. Chuẩn M 50-55 cân 70.000 chốt cho em mã 70 này. Con này công chúa cực phẩm luôn ấy. Size M nhá. Tầm 48-55 cân mà được rồi. 70.000 chốt cho em mã 70. 70 chị Thanh Nga này. Chốt chắc với em nhé chị ơi. 70 chị Thanh Nga này. 70.000 chốt cho em mã 70 này. Chị nào size S này. Chị nào size S với em nhé. Size chuẩn S đây này. Con tím này bán cho chị 80.000 thôi. Chốt cho em mã váy dài cực luôn. Chị nào chuẩn S nhé. 80.000 mã váy. 80.000 mã váy. 70 chị Thanh Nga này. 80.000 chốt cho em mã váy nhé. Ai lấy váy chốt váy. Tầm 50 cân thôi.
50 cân quay đầu. 80.000 mã váy nhá. Váy hoa đấy. À lấy váy chốt váy 80. Mã váy 80. Một con hình này. Con này con sói này đằng trước của nó là nhung nhá. Đằng trước là nhung này, nhưng đằng sau của nó là vải thôi ấy, chị ơi. Con này các chị nó ghi size M nhá. Tầm 55 đến 60 cân vẫn vừa luôn. Đằng sau là vải này. Lạnh mát lạnh luôn. Đằng trước là nhung nhá. Từ 54 đến 60 cân size M L cho em nhá. Con sói này chị nào thích con sói 60.000 mã sói. 60.000 mã sói này. Sói 60 chốt cho em mã sói nhá. Sói 60 mã sói con này rất là độc lạ luôn. Đấy ai mà thích hồng hầm hố. Sói 60 chốt em mã sói này. Chị nào size chuẩn S cho em này, SM nhỏ này. Con này nó ghi size M đấy. Chị nào size chuẩn M nhá. Tuy nhiên sẽ là M nhỏ thôi. Đẹp chưa? Dài dã man luôn, mới tinh luôn. Con này là M nhỏ tầm 50 cân quay đầu ấy. 50 52 cân mà chị nào vòng ngực tầm 85 đổ lại nhá. Ngực 85 đổ lại và eo tầm 70 72 thì chốt được con này 150.000 cực phẩm. Chốt cho em mã cực phẩm 150 này, quá là rẻ luôn nhá. Chị nào ngực 85 đổ lại và eo 70 72 nhá. Chốt con này cực phẩm này 150. Một con beo tiếp này. Beo này các chị 50 cân quay đầu nhá. Size SM nhỏ thôi. Xem khoác nữa đi em, đợi em xem nào. Cực phẩm chị Ngọc Nguyễn này 150 này. Chị Ngọc Nguyễn được một con gì rồi đấy? Ngọc Nguyễn 150. Ngọc Nguyễn 150 này size SM nhỏ chị ơi. Con beo này dã man luôn này. 50 cân quay đầu nhá. Con beo này bán chị 80.000. 80.000 mã 80. 50 cân quay đầu nhá. 80.000 chốt cho em mã 80. 80.000 chốt cho em mã 80 này. Con này size M nhá. Từ 48 đến 53 54 cân này. 48 53 54 cân 60.000 chốt cho em mã xám này. 60.000 mã xám các chị ơi. Ai lấy xám chốt xám 50. 50.000 thôi. 50.000 mã xám, xám 50 chốt cho em mã xám. Mã xám 50. Ai lấy xám cho em mã xám. Một con vét nhung tâm nhá, con này size to nhá. Vét nhung tâm cho chị này. Đẹp dã man luôn. Con này size to 60 đến 70 cân đấy. 6-70 cân nhá. Trời ơi con này chị nào mặc phong cách cá tính lắm. Chị nào mà thích kiểu dáng freestyle thì 55 cân mặc được nhá. Còn mặc vừa các chị đến 70 cân luôn nhá. Rất là rộng thoải mái luôn này. Nhung tâm cực đỉnh không. Con vét này bình thường chắc phải bán 250.000 đấy. Em bán cho chị 160.000 thôi. 160.000 chốt cho em mã vét. Vét 160 nhá. À lấy vét chốt vét nhá. Vét nhung tâm mới đét luôn nha chị này. Vét 160 chốt cho em mã vét này. Chị nào biết phối đồ con mày sang chảnh lắm. Đấy ai lấy vét chốt vét này. Vét 160 nhá. Một con nhung tâm tay lỡ này. Con nhung tâm xanh rêu này. Đây cổ nó có khóa ở đây nhá chị này. Con này tầm 55 cân dáng suông nhá. Tầm 55 cân nhá. Con xanh này 60.000 mã xanh này. Tầm 55 cân mã xanh 60. Ai lấy xanh chốt cho em mã xanh này. Đằng trước là tà dài với ngắn nhá. Hai tà nhá. Đấy. Xanh 60 chốt em mã xanh này. Xanh tâm nhá. Xanh 60 mã xanh này. Nhiều áo kiểu lắm chị ơi. Xanh 60 cho chị Nguyễn Thư này. Dự bị chị Minh Hương. Bơi ghi đã. Nguyễn Thư 60 dự bị cho Minh Hương. Dự bị cho Minh Hương. Tiếp nha chị ơi. Trời ơi con váy này. Váy nó ghi size L này. Nó ghi size L này các chị ơi. Tầm 55 cân nhá. Có eo này. Eo thun ở đằng sau này. 55-58 cân. Từ 54-58 cân này. Đẹp dã man không. 90.000. Chốt cho em mã này mã họa tiết nhá. Mã họa tiết 90 thôi. Nó ghi size L. Nhưng mà form là ML mặc được. Họa tiết 90. Nhanh tay được con này. Chốt cho em họa tiết nhá. Họa tiết chị Hà Linh này. Hà Linh 90 này. Hà Linh 90. Đây con này không vừa chị Dung ơi. Con này bán cho chị 50.000 thôi. 60.000 chứ. Con này size SM 52 cân quay đầu 60.000. Chốt cho em mã 60. Nguyễn Thúy Linh ok này. Thúy Linh chốt sau này. 52 cân quay đầu 60.000 quá rẻ. Chốt em mã 60.
Dùng nhiều Facebook lẫn lộn chị không biết ai với ai. Họa tiết chị Hà Linh 90 này. Đúng không bác? 90 đúng không? Ừ. Thêm Vinh. Nhá, 60.000 thôi. Chốt mã 60. 60 này. Thế chị Minh Vũ này, Minh Vũ khách mới này. 60 chị Minh Vũ này, váy đi chị ơi. Váy đẹp chưa này, váy này size M nhá. Váy này chị tầm 52 cân quay đầu nhá. Chị nào size XS và size M bằng được. Em thử xem là size bao nhiêu đã. Cứ phải ướm vào người cho nó mới chuẩn được. Các chị mua về nó không vừa, nó phí lắm. Đúng rồi, 52, 53 cân bằng được. Con này 60. 52, 53 cân bằng được. Con này 140.000 nhá. 140.000 chốt cho em mã 14. Đẹp dã man luôn. 140.000 thôi. Tay bo nhung này. Chốt cho em mã 14. 60 con gì? 60 là con họa tiết đấy. Chị Đỗ Tuyết có lấy em dự bị cho. Mã 14. 140 chị Đỗ Tuyết này. Đỗ Tuyết 140. Một có con áo mũ này. Chị này size 50 cân quay đầu nhá. Size S này. SM nhỏ có túi 50 cân quay đầu. Con váy mũ này 3 lỗ nhá. Bán chị 60.000 thôi. 60.000 chốt cho em mã 3 lỗ này. Váy mũ rất là dài luôn. 60.000 mã 3 lỗ này. Dài chưa? 3 lỗ 60 này. 3 lỗ 60 mã 3 lỗ này. Mã 14 cho Kiều Anh bạn ơi. Chị Đỗ Tuyết 140 sai mã rồi. Bác gạch đi cho Kiều Anh, không phải Đỗ Tuyết mà Kiều Anh. Kiều Anh 140 con váy đấy nhá. Ừ, con 60 con họa tiết đấy. Con váy 140 ở Kiều Anh nhá, chị Đỗ Tuyết ơi, mã 140 là sai, đọc mã 14 nhá. Con này size M này. Xem bao nhiêu cân nào. 55 cân vẫn vừa chị ơi. Ôi ôi con này mặc đẹp lồng lộn. 50-55 cân này. Đẹp chưa? 180.000. 180.000 chốt cho em mã cực phẩm này. Siêu dài luôn. Nó như kiểu có một cái con khoác vét ở ngoài luôn này. Cực phẩm 180 nhá. Chốt cho em cực phẩm này. Size M và L nhỏ mặc được nhá. Xong 14 dưới lại sau chị ạ. 14 lại nhảy sau đấy. Kiều Anh 140 đúng không bác? 180.000 mã cực phẩm nhá. Các chị size M và L mặc được. 58 cân vẫn vừa. Nói chung từ 52 cân vì dáng ôm và co giãn. 52-58 cân nhá. Cực phẩm chị Nguyễn Hoa này. Em xem rồi. Trời ơi các chị yên tâm nhá. Em chị Đỗ Tuyết em chẳng nghe em lại không muốn bán cho chị nữa. Chị mua hàng quá là sòng phẳng rồi. Nên là chị cứ yên tâm nhá. Trên máy của các chị là các chị sau đây này. Em chụp lại nó mất thời gian lắm các chị ạ. Đây. Chụp lại nó mất thời gian lắm. Chị Nguyễn Hoa 180 nhá. Chị Nguyễn Đào chốt 3 lỗ à. Đấy bị ẩn đấy không thấy chị Đào ơi. Ok 3 lỗ bao nhiêu nhỉ. 3 lỗ 60 này. Chị Nguyễn Đào này. 3 lỗ 60 chị Nguyễn Đào nhá. Cái vàng cuối đợi em tí này. Có váy tiểu thư rất nhiều đó chị ơi. Nguyễn Đào 60 con kia được chưa? Con đấy à. Nguyễn Hoa 180 đúng không? Con này 60 chị Nguyễn Đào này. Một con nâu này chị ơi. Con nâu này size gì đây này? Con nâu này size 55 60 cân đây này. Em thử xem size bao nhiêu. Em thích là em thực ra em mặc em mất công lắm nhưng mà em phải mặc thử xem nó size bao nhiêu để các chị mua cho nó chắc chắn. Em chẳng thích mặc làm gì cho nó mất thời gian. Nhưng mà phải mặc vào mới biết là bao nhiêu cân thì tư vấn nó mới chuẩn được. Chứ mặc vào mất thời gian lắm, mệt lắm. Đây 55 60 cân này, size ML nhá. 55 60 cân size ML con nâu này 100.000 này, 100.000 chốt mã 100 nhá. Đây cái tay bom ở dưới nhá, các chị điều chỉnh cao thấp được hết này. 100.000 mã 100 này. Nâu này xinh chưa? 100.000 chốt cho em mã 100 này. Con này 60 chị Nguyễn Đào nhá. Con mũ đấy, Nguyễn Đào 60. 100.000 mã 100 của chị Nguyễn Đào này. Nguyễn Đào 100 này. Tiếp này các chị ơi. Con này các chị tầm khoảng 52-55 cân con đỏ này. Đẹp chưa này?
Tốt nhất là giúp em tầm 52 53 cân bằng đẹp nhé. Con đỏ này 90.000 mã đỏ. 52 53 cân, đỏ 90 chốt cho em mã đỏ ngoài đẹp quá. Con này các chị tầm size M nhé. 90.000 mã đỏ. Đây chị nào có hỏi dáng ôm body đây. Con này nó ghi size M nhưng mà SM mặc được này. 100 chị Nguyễn Đào. Cùng với con mũ đấy. Con này nó ghi size M nhá, nhưng mà size SM mặc được các chị tầm khoảng 45 đến 52 cân thôi. 45 đến 52 cân. Đỏ chị Nguyễn Thắng này. Đỏ bao nhiêu nhỉ? Đỏ 90 đúng không? Nguyễn Thắng 90 này. Con này đây 45 đến 52 53 cân thoải mái chị ơi. Size SM nhỏ nhá. 52 53 cân quay đầu thoải mái 100.000 mã đen. 100.000 mã đen nhá. Đen này rất là dài luôn. Đen 100 chốt cho em mã đen này. Đây, váy ghi size M nhá. Có size lớn nhưng mà SM mặc được hết. 100. Nguyễn Thắng. Chị Nguyễn Thắng ơi, lâu rồi không mua vào inbox là em với chị Thắng nhá. Đỏ 90 chị Nguyễn Thắng. Được chưa bác ơi? Tiếp này. Con này size gì đây này? Con này tầm size 55 cân quay đầu chị ơi. 55 cân quay đầu 60.000 chốt mã 60 nhá. Tầm 55 cân quay đầu 60.000 con này ML nhỏ. ML nhỏ này 60.000 chốt cho em mã 60 này. Đẹp chưa? 60.000 mã 60. ML nhỏ mặc xinh này, 60.000 mã 60. Rồi con này lại giành giật nhau rồi. Con này size M đây này. Con này lại tranh giành với nhau đây này. 50 55 cân size M chị ơi, chuẩn M cho em nhé. Chuẩn M 48 55 cân này. Đẹp chưa? 80.000 chốt cho em mã này là mã mã VIP. 80.000 mã VIP. 80.000 chốt cho em mã VIP này. Chị Phú Lan lấy con đỏ này à? Đỏ này 60 nhá, con này mã VIP 80 này. Mã VIP 80. Chị Phạm Hoa khách mới này. Chị Phú Lan thứ hai này, 80 Phú Lan, Phạm Hoa. VIP 80 này. Đây là con đỏ này, chị Phú Lan này, con đỏ này 60 nhá. Đỏ 60 chị Phú Lan này. VIP hết rồi. Tiếp này. Chị có lấy con đỏ không nhỉ? Con kia là mã đỏ đấy chị ơi, hay chị lên mã VIP ở sau đấy. Chị có lấy con váy đỏ không để em chốt với. Phú Lan 60. Đẹp chưa chị ơi, con này size 55 cân quay đầu nhá. Không lấy đỏ đó, ok, thôi thôi thôi. Con lấy rồi, Phú Lan. Đấy, con VIP hết rồi chị ơi. 55 cân quay đầu này. Con đen này 70.000 mã đen nhá. Đẹp dã man không? Đen phối beo sao này. 70.000 mã đen. Ai lấy đen chốt đen 70. Mã đen 70. Chị An Bình Nguyễn tít dưới cơ. Chị An Bình ơi, chị tít ở dưới rồi. Một con váy size to này chị ơi. Con này size LXL nhá. 60 65 cân mặc được hết này. Rồi ôi con váy nhũ này. 60 đến 70 cân mặc được luôn. 60 70 cân nhá, 100.000. Chốt cho em mã to. 60 70 cân 100.000 mã to. Ai lấy to chốt to này, đen cho chị Thúy Thái này. Đen 60 chị Thúy Thái này. Đen 60 chị Thúy Thái nhá. Thúy Thái 60 chị Thúy Thái được một con bi rồi đấy. Con áo bi này. To 100 chốt cho em mã to này. Ai lấy to chốt cho em mã to 100 này. Tiếp nha chị ơi. Một con váy đỏ này, đẹp không này? Rồi ôi con này màu gì đấy? À màu đen chứ. Nhìn lóa hết cả mắt rồi. Con này tầm 55 cân này các chị ơi. Size M cho em nhá. Một con váy đen này. Cái cổ nó đính hoạt hết cho chị này. Ôi con này mặc lên đẹp lắm. 150.000 nhá. Chốt cho em mã này là mã siêu đẹp. Mã siêu đẹp 150. Xem size gì nào. Siêu đẹp 150 chốt siêu đẹp. Size M á chị. Size M nhá. Các chị thì chính ra tầm khoảng đấy, ngực tầm 85 đổ lại thôi. Ngực tầm 85. Đúng không? Cứ size M chị nào, cứ size M là vừa nhá. Đấy, eo em vẫn vừa luôn. Chị nào bằng em mặc vừa đấy. Mọi lần like chị nào khách quen siêu đẹp cho chị Tuyến Tây này. Siêu đẹp 100 cho chị Tuyến Tây này.
siêu đẹp 100 chị Tuyến Tây nhé. Ôi nó xem nào, xem có lỗi lầm gì không. Không, nó không lỗi lầm gì đâu, nó đang chỉ bị rơi một cái hạt này thôi. Siêu đẹp 100 chị Tuyến Tây này, không bị ảnh hưởng gì nhá. Tuyến Tây này, dự bị cho Kiều Anh dồn đơn này, dự bị cho Kiều Anh dồn đơn nhá. Siêu đẹp hết rồi chị ơi. Đây, một con công chúa cho chị này. Con này tiểu thư công chúa đấy, chị nào thích tiểu thư công chúa này, con này đẹp quá này. Siêu đẹp cho chị Tuyến Tây này, 100 này. 100 hay 150 nhỉ? Con này size S này chị ơi. Con này size chuẩn S, chị nào size S này 100.000 nhá. Chốt cho em mã này, mã đỉnh. 100.000 mã đỉnh size chuẩn S lên. Mã đỉnh 100 nhá, chị nào chuẩn S thôi. Con này còn đẹp hơn cả con đấy luôn. Đỉnh 100 chốt cho em mã đỉnh này. Tuyến Tây ơi, dự bị Kiều Anh nhá, 100 nhá. Mã đỉnh 100 này, cái cổ gen này chị nào size S chốt con này giúp em này. Đẹp dã man luôn. Đỉnh 100 chốt cho em mã đỉnh này. Tiếp này, con này nó ghi size M nhá. Con này nó ghi size M này. Rồi ôi lấp lánh này. Size M này sẽ tầm khoảng đẹp thế thì em phải thử cái. Em phải thử một tí để nhìn. Đỉnh cho chị nhà hàng Hoa Hời này, nhà hàng Hoa Hời 100 thôi. Nhà hàng Hoa Hời 100. Bác ưu tiên ghi trước nhá, còn tìm thấy thì tìm, không không tìm thấy thì chốc nữa. Cho em thử con này tí. À siêu đẹp 150 à, ok này. Bác sửa lại em đấy, em đang nhớ em bảo sao con đấy là 100.000. Rối loạn hết cả giá lên. Những con đấy em nhập cao, con váy đếm này nhập hơn 100.000 rồi. Đấy 150. Đấy mày với chị Thanh Nga bảo em, chẳng chị nào bảo em gì. 150 chị Tuyến Tây nhá. Đỉnh 100 chị nhà hàng Hoa Hời này. 150 đúng không nhá? Tuyến Tây dự bị Kiều Anh đúng không? Ừ, con này 100 của chị nhà hàng Hoa Hời. Con này nó ghi size M đấy chị ơi, con này đẹp quá. Con này ghi size M nhá. Chị nào size SM nhỏ thôi, 52 53 cân bằng đẹp nhất này. Con này nó còn có nhũ lấp lánh cơ. Con này 200.000 nhá. 200.000 mã nhũ này, mã nhũ 200. Nhũ 200. Chị Thanh Nga chị chốt sau đấy, chị tiếp dưới cơ. Nhũ 200 mã nhũ này. Ôi đẹp mới tinh luôn, chị mua con này chắc tiền triệu luôn này. Nó chả khác gì hàng mới đâu, váy nhung này. Nhũ 200. Chốt cho em mã nhũ này. Chị Ngân Thanh này, chốt chị Ngân Thanh này. Chị Ngân Thanh 200 này. Nha. 200 của chị Ngân Thanh. Nhũ 200 của chị Ngân Thanh này. Một con đỏ này size M này chị ơi, S mà size M 50 55 cân này. Chủ động inbox em thì có đơn đấy chị ơi, có đơn inbox qua số điện thoại địa chỉ, nó có 3 cái hạt ở đằng sau này. Ok, thấy chị Ngân Thanh lên số rồi. Đẹp dã man không này. Xem là size gì nhá. Ôi giời, hôm nay cái gì cũng có chị ơi, em không có sức mà like thôi đi này. 50 55 cân nhá. Con này nó chị size M cho em, 48 55 cân nhá. 48 55 cân size M cho em này. Con đỏ 100.000 nhá. 100.000 chốt cho em mã 100, 100.000 mã 100. Size M nhá, 48 55 cân này. 100.000 chốt cho em mã 100. 100.000 mã 100 này. Một con đá này chị ơi, con đá chị nào size S nhá. Size S này 90.000 mã đá này. Size S này 90.000 chốt cho em mã đá nhá. Ai lấy đá chốt cho em mã đá 90. Đá 90 chốt cho em mã đá này. Size S cho em nhá. Đẹp dã man không? Đá 90 chốt cho em mã đá con trễ vai chị này size M nhá. Con này 48 52 53 cân này. 50.000 chốt cho em mã đen nhá. 48 52 53 cân, 45 đến 52 cân. 45 đến 52 cân nhá. Chị nào rất là ôm thì 52 cân. Còn chị nào mà người gọi là ngược to thứ thì 50 cân quay đầu thôi. Đen này 50 mã đen này. Đá 90 chị Đinh Bích Hiếu này, Đinh Bích Hiếu 90. Đinh Bích Hiếu 90. Con đá đâu nhỉ? 90 chị Đinh Bích Hiếu này. Đen cho ai? Đen cho chị Hena này. Đen 50 chị Hena này.
Đen 50 chị Hena này. Ôi ôi còn nhiều lắm các chị ơi, cứ đợi để ấy thôi. Các chị đợi chốt đi, còn nhiều lắm, yên tâm là còn rất nhiều luôn. Đen 50 chị Hena nhé. Con này to lắm các chị ơi, đẹp lắm rồi. 60 70 cân nhá. Đẹp chưa? 100.000 chốt cho em mã to nhé. Con này sang chảnh không? Có nhũ luôn này, 100.000 mã to nhá, 60 70 cân. Chốt cho em mã to 100. 100.000 mã to. Con này chị nào size S này, đẹp xuất sắc luôn này, 70.000 thôi. 70.000 chốt cho em mã S nhá, cổ đắc chéo này. Con này size S cho em nhá. Đây, 70.000 chốt cho em mã S, mã S 70 nhá. 70.000 chốt cho em mã S này. Ai lấy S chốt cho em mã S này. S 70 chốt cho em mã S này. S cho chị Ngựa Hoang 70 này. S 70 chị Ngựa Hoang. Hôm nay em bận lắm chị Ngựa Hoang ơi. Để đầu tuần qua đi, cuối tuần qua em không có thời gian đâu. Tiếp này. Con nhung nhám này 60-65 cân chị ơi. 50.000 chốt cho em mã xanh nhá. Xanh 50 nhá. Nhung nhám đẹp chưa. Xanh 50, 60-70 cân nhá. Xanh 50 chốt cho em mã xanh này. Ai lấy xanh chốt cho em mã xanh 50 này. Xanh 50 chốt em mã xanh. Tiếp này một con quần này. Quần này 55 cân này các chị ơi. Đấy. Con này nó kiểu rộng quá, người ta khâu vào một tí thôi. Con này từ 54-58 cân này. 54-58-60 cân nhá. Rộng chun người ta khâu vào một tí thôi. Em bán chị 50.000. 50.000 mã quần, 50.000 mã quần. Xanh chị Hiền Quang 50 này. Xanh 50 chị Hiền Quang này. Chị Hiền Quang được một con khoác hồng hay sao ấy này. Quần 50 mã quần đẹp lắm, mới tinh luôn. Quần 50 chốt em mã quần. Một con quần này chất này là chất gọi là nhung cao cấp nhá. Chất nhung cao cấp, nó không bao giờ nó không bay nhão xù ấy. 50. Đây chị ơi, con này eo 80 quay đầu nhá. 55 cân thôi. Con này tầm 55 cân mà chị nào bụng to ấy nhá. Bụng to eo 76. Eo 76 đến 80 mà tầm 55 cân nhá. Con quần này chất nhung cao cấp nhá. 60.000 chốt cho em mã xịn. 60.000 mã xịn. Mã xịn 60 nhá. Xịn 60 mã xịn này. Mã xịn 60. Xịn 60 mã xịn này. Tiếp này một con áo đen này. Áo nhung đen nữa chị này. Con này cánh rơi này. Xịn cho ai đây? Xịn cho chị Bảo Hân này. Xịn 60 chị Bảo Hân nhá. Chị Hiền Quang sau, chị Kim Sa sau, chị Nguyễn Hoa sau này, chị Hena sau này. Con này chị tầm 55 cân thôi. Size M nhá. Em tưởng rộng này mặc vào nó ôm không? Nếu mà em dơ con này không em sẽ đọc 60 cân vì nó rất là rộng tay. Nhưng em mặc vào chỉ 55 cân cho em thôi. Con này 50.000 chốt cho em mã đen này. Tay bo chun nhá. 50.000 mã đen đấy. 50.000 mã đen này. Size M nhá. Tầm 55 cân. 50.000 chốt cho em mã đen. Đen 50. Xịn đấy được chưa mấy? Của ai ấy nhỉ? Đen 50 mã đen này. Xịn đấy, dự bị cho ấy đi. Cho ai có đơn rồi ấy. Dự bị chị Kim Sa. Xịn dự bị chị Kim Sa đi. Đen đen cho ai đi. Cố gắng đủ đơn nhớ chị ơi. Đen chị Nguyễn Phương này. Chị Nguyễn Phương cách mới à. Lên đúng mã. Đen chị Nguyễn Phương này. Đen 50 nhá. Chị Nguyễn Phương. Dự bị chị Đinh Bích Hiếu dồn đơn. Chị Nguyễn Phương. Dự bị cho Đinh Bích Hiếu dồn đơn. Một con beo vàng này chị ơi. Nguyễn Phương nhá. Dự bị cho Đinh Bích Hiếu 50.000. Con này 60 đến 65 cân nhá. Con này 90.000. Đẹp quá này. 80.000 đi. 80.000 mã 80 nhá. Cái chị 60-65 cân đấy. 60-70 cân. 80.000 mã 80. 80.000 mã 80 này. Xịn dự bị cô Lưu Đỗ. Bác ghi cô Lưu Đỗ vào đấy. Xịn dự bị cô Lưu Đỗ nữa nhá. 80.000 mã 80 này. Thế cháu không thấy đọc, không đọc được bình luận của cô ấy vậy.
Của cô Lưu Đỗ vậy, bị ẩn hay sao đấy? Cháu không thấy cô Lưu Đỗ, bây giờ mới thấy cô vậy. Cháu dự bị cho cô thôi, đúng không? Quần quần. Đến đâu rồi ơi? 80 cho Lan Lan Anh dự bị chị Hena này. Cái quần đấy bác đọc của em xem có những ai chứ không sợ. Dự bị chị Hena này, Lan Lan Anh nhá, dự bị cho Hena, chị Hena này. 80 này. Đấy con áo chứ. Con áo ấy của chị nào xong dự bị cho chị Đinh Bích Hiếu mà. Bảo Hân này. Kim Sang này. Bảo Hân và Kim Sang này. Rồi. Thôi được rồi, đấy. Bác lấy con áo của ai đi. Con áo của ai xong dự bị chị Đinh Bích Hiếu mà. Của ai? Đúng không? Nguyễn Hương dự bị Đinh Bích Hiếu. Tiếp này các chị ơi, con này size SM nhỏ nhá. 5253 cân quay đầu rồi, con này đẹp lắm. Con này em không áo trong mặc thử nó mới đẹp cơ. Con này 90.000 chốt cho em cực phẩm này. 5253 cân quay đầu nhá. Cực phẩm 90 này, tay lưới này, bo nhung này. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đây con này chị nào không lấy em giữ lại đấy. Cực phẩm 90 nhá, đừng tiếc tiền những cái con này các chị ơi. Mình mặc lên đẳng cấp lắm. Cực phẩm 90 mã cực phẩm này. Cực phẩm 90 này. Chị Thanh Nga này, Thanh Nga 90 này. Cực phẩm 90 chị Thanh Nga nhá. Một con hoa này các chị ơi, con này 670 cân nhá. Con hoa này bán cho chị 60.000 nhá. 60.000. 60.000 nhá, 670 cân, 60.000 mã hoa này. 70 cân vừa chị ơi. Hoa này, hoa đá này. 60.000 mã hoa, ở trong là nhung nhá. À trong là vải ấy chị ạ. Nó kiểu nhung gì ấy, con này kiểu nhung gì hiếm lắm. Đấy, hoa 60 mã hoa. Cực phẩm chị Thanh Nga 90. Mã hoa 60, ai lấy hoa chốt hoa 60 này. Hoa 60 chốt cho em mã hoa. Một con váy ấy chị này, size ML nhá, tầm 55 cân này. Tầm 55 cân mặc xinh này, con này. Con này 80.000 mã váy, hoa cho chị Hiền Quang. Dự bị chị nhà hàng Hoa Hời. Hoa 60 chị Hiền Quang. Dự bị chị nhà hàng Hoa Hời. Một con váy đen này chị ơi, tí bác ra cái cơm cho bông nó ăn để nó học nhé. Kéo sắp đến giờ gọi. Con này tầm 55 cân nhá, từ 54 đến 58 cân vừa hết để siêu co giãn nhá. Đấy em vừa bán bao tiền nên chị nào chốt con này em chả đọc mã đâu này. Váy chị Hà Linh này. Hà Linh nhá, 80 này. Váy 80 chị Hà Linh này. Chị Hà Linh này. Có phải chưa ai chốt à? Quần tím theo đấy chị ơi, tím theo mới tinh nhá. Các chị tầm 55 đến tầm size ML mặc được. Đấy. Tím theo thì 80.000 chốt cho em mã theo. Mã theo 80 này. Chị Hoa ở dưới chị Hoa ơi. Chị Hoa ở dưới đấy. Theo 80 chốt cho em mã theo nhá. Ai lấy theo? Chị Hà Linh chị chốt váy ở tít trên rồi, xong đến một chị nào chấm chấm đấy. Xong rồi đến chị Hoa đấy. Xong đến chị Trang Nguyễn cơ. Chị Phạm Hoa em có thấy chị chốt đâu nhỉ? Áo đá này, tím 80 chốt cho em mã tím thêu này. Thêu 80 chị Vũ Nga này. Thêu 80 chị Vũ Nga nhé. Đây hôm nay của em đầy khách mới đấy chị ơi. Theo 80 chị Vũ Nga này. Thôi em ghi rồi. Con quần nhung tâm này, ủa con này cho bé nhá, tầm khoảng 25-28 cân này. Cho bé 25 cân các chị ơi. Con nhung tâm này cho bé 25 cân, 50.000 mã bé nhá. 50.000 mã bé con nhung tâm này cực phẩm luôn. Cho bé tầm 1m2, 1m3. 1m2, 1m3 mà 25 cân nhá. 50.000 thôi chốt cho em mã bé 1m2, 1m3 mà tầm khoảng 25 cân. Bé 50 mã bé này. Một con nâu á chị này, con nâu thêu nhá. Nâu về tầm 55 cân nhá. Con nâu về 60.000 mã nâu. Tầm 55 cân này, 55 60 cân vừa ấy nhỉ. 55 60 cân vừa hết nhá chị ơi. Chị nào thích ôm thì 60 cân, còn mặc bình thường thì 55 cân. 60.000 mã nâu này. Nâu chị Hiền Quan này. Nâu 60 chị Hiền Quan.
60 cho chị Hiền Quang nhá. À đây em có một con da lộn lót lông này, con này em để dành em định mặc, nhưng mà đợt này tại vì đang em pát lại nhá. Đây em mặc được một lần thôi, chưa mặc lần nào, gọi là khoác ở nhà một lần thôi, mới giặt cất đi thôi, trong của nó lót lụa nhá. Còn một con da lộn này này, đấy, cho chị size ML nhỏ nhá. Con này bán cho chị 120.000 thôi, 120.000 nhá. Chốt cho em mã 12, chị ML nhỏ tầm 55 cân ấy, da lộn lót lông, 120.000 mã 12. Mã 12 nhá. Con này của em giữ lại, nhưng mà thế sau là mã 12 này, da lộn này, 12 chị Hà Linh này, trong là lót lụa nhá. Đấy, đẹp quá luôn ấy. Mới giặt thôi, em giặt em để đấy thôi ấy. 12 120 chị Hà Linh này, 55 cân mặc vừa luôn đấy chị Khuất Thanh Huyền ơi. Xin lỗi chị Khuất Thanh Huyền, hôm trước em bị nhầm đấy, em bảo cái gì ấy. Xin lỗi chị nhá. Thế sau em mới nhớ ra chị đấy. Thông cảm với em ấy nhá. Nhiều lúc bán hàng nó bị loạn đấy, loạn xị ngẫu hết cả lên đấy. Mà em định nhắn tin cho chị, em bận quá em chưa nhắn tin được. Tiếp này con này đó chị ơi. Thế em nhầm chị với chị khác, còn chị là ở quê ở Bình Dương với cả là ở Phú Thọ đấy. Chị Khuất Thanh Huyền em nhớ rồi đấy. Thế định nhắn tin cho chị xong là quên. Con này có chị nào size S này? Chị nào size SM nhỏ này? Ôi dồi ôi, 52 cân vừa luôn này. 45 đến 52 cân nhá. Con tăm này 80.000 nhá. Nhún tăm này. Đấy, crop top nhá, 80.000 chốt cho em mã tăm. 80.000 mã tăm. Tăm 80 này. Ai lấy tăm chốt cho em mã tăm này. Xong ngại quá luôn ấy. Mã tăm 80 chốt cho em mã tăm nhá. Tăm tăm. Tăm chị Hoa Muộn 80 này. Con em chị cho các bác để trong lòng để bác tìm à. Chị Hoa Muộn này, dự bị chị Lan Lan Anh và chị Ngựa Hoang nhá. 80, bác cứ ghi 80 xong rồi Hoa Muộn. Lan Lan Anh và Ngựa Hoang với cả Thanh Điền. Ghi đấy thì vì có chị đơn của chị Thanh Điền chưa đi đâu. Mấy áo em chưa đi tại vì cuối tuần em bảo em like Nhung đẹp quá kiểu gì chị cũng vào xem. Thế để em đợi thêm. Tăm 80 chị Hoa Muộn dự bị cho chị gì đấy, chị Ngựa Hoang với chị Thanh Điền nhá. Bác. Lan Lan Anh thứ hai đấy. Không hiểu chưa? Một con rêu đấy chị ơi. Rêu này size ML nhá. Đây ở dưới nó có xếp ly này. Rêu này size ML mặc xinh, nói chung cứ tầm 55 cân nhá. Đẹp không? 80.000 mã rêu này, dài lắm. Dây của nó điều chỉnh được nhá. À dây này không điều chỉnh được. Rêu 80 các chị tầm size ML. ML nhỏ nhá. Các chị tầm trên dưới 55 cân, tức là từ 53 cân đến 56, 57 cân. Đấy. Con rêu này, rêu 80 mã rêu này. Rêu 80 mã rêu này. Được chưa? Ghi được chưa? Dự bị mấy người cơ mà, cả chị Thanh Điền nữa. Lan Lan Anh nữa mà. Của chị Thanh Nga em thấy được mấy trước mà. Chị đầu ra chị chốt được mấy, 1-2 trước, xong rồi chị còn được chốt được cả con áo cực phẩm nữa cơ mà. Chỉ có khách nào bảo ship ok ship thì em ship thôi. Tại vì các chị lâu lâu không đặt đấy. Rêu chị Trang Nguyễn 80 này. Các chị nào mà cứ like nào em thấy cũng xem thì em giữ lại, còn chị nào lâu lâu không đặt thì em đi luôn. Thì em đi luôn nhá. Rêu 80 chị Trang Nguyễn này. Tại vì nhiều chị rảnh hay xem, like nào cũng xem chốt được ấy thì em dồn đơn, còn chị các chị mà không, cứ bảo không có thời gian rảnh ấy, không dồn đơn được thì em phải đi luôn. Vì nhà cũng rất là chật, không có chỗ để. Thôi bác lên gọi bông em đi. Nhìn nốt. Đến giờ học. Con này size M này, tầm 55 cân, 54 đến 56 cân nữa chị ơi. 54 đến 56 cân nhá. Con này 70.000 chốt cho em cạp chữ này. Size M nhá. Cạp chữ 70, từ 52, 53 đến 56 cân. Đấy, dáng suông các chị mặc rộng một chút này. Nó ghi size gì đấy. Đấy, đúng rồi, size M. Cạp chữ 70 chốt cho em cạp chữ này. Cạp chữ 70 nhá. Size M cho em. Một con size S này. SM bằng đường các chị ơi, 52, 53 cân quay đầu nhá, co giãn này. 52, 53 cân quay đầu cho em nhá. Đẹp chưa, 60.000 chốt 2 giây này. Nhung nhám nhá.
2 dây 60 là có gen ở đây này. Có gen ở trên này mặc rất là sexy nhá. 60.000 chốt 2 dây nhá. À lấy 2 dây chốt 2 dây 60 này. 2 dây 60 với em ấy. Nói chung còn nhiều lắm cơ. Còn rất là nhiều luôn ấy. Em còn chưa khui hết cơ. 2 dây chị Vui mới thích này. 2 dây 60 con này size tầm 55 cân nữa chị ơi, đẹp chưa? 70.000 chốt cho em mã này, mã 70. 70.000 mã 70 nhá. Một con sơ mi rất là xinh đó chị đi làm này. Nói chung sang của chảnh luôn nhá. 70.000 mã 70 các chị tầm size ML nhỏ. 2 dây 60 dồn đơn cho chị Ngân Thanh này. Chị Vui mới thích này. Dồn đơn chị Ngân Thanh này. Dự bị chị Ngân Thanh nhá. Chị nào không đủ đơn thì em dồn. Chị Thúy Diệu 70 dồn đơn cho chị Trang Nguyễn dự bị này. 70 chị Thúy Diệu này. Dồn đơn chị Trang Nguyễn nhá. Khách mới khách cũ chị ơi, khách cũ khách mới, tại vì bây giờ trùng tên nhiều, kể cả khách cũ các chị cũng vào chấm bài lại em với, tại vì bây giờ trùng tên Facebook nhiều quá em không nhớ hết được. Nhớ là yêu em nhất chị Thúy Diệu như khách cũ nhà em hay sao, nhưng mà đổi avatar em không nhận ra ấy, nên các chị có đơn các chị vào chủ động của em với. Ơ cặp chữ chị Kim Thoa chốt à? Cặp chữ đẹp chị Kim Thoa ơi, chị Kim Thoa này. Con cặp chữ hiếm lắm, đúng sai chị đấy. Cặp chữ đủ không? Đâu nhỉ? Bắp tori. Đây con cặp chữ đây là nhung thường đấy chị ơi. Cặp chữ là nhung thường đây. Đấy. Có chị Kim Thoa có lấy không? Thì cặp chữ này thực ra nó rất là hiếm. 70.000 nhá. 70.000. Tiếp là một con váy 2 dây các chị này. Con này siêu dài luôn nhá. Này, con này size L ấy chị ơi, 55 60 cân còn nguyên tang luôn nhá. Còn nguyên tang luôn, 80.000 mã mới. 80.000 chốt cho em mã mới. Ai lấy mới chốt cho em mã mới. Ai lấy mới mã mới 80 nhá. Đây con này các chị mặc vào nó như kiểu một nàng công chúa, nó sóng biển như này. Đấy. Nó sóng biển gợn gợn như này nhá. Cái kiểu của nó là sóng này. Mới tinh luôn này, mã mới. Mới 80 chị Thúy Diệu. Dự bị cho chị Vũ Nga dồn đơn. Dự bị chị Vũ Nga này. Dự bị Kiều Oanh này. Em chốt nhanh hơn ấy. Nhờ cái bác kia bác chốt ngồi kiếp. Bác ghi mãi được một chữ. Suốt hết cả ruột. Chị Thúy Diệu này. Một con ngắn này các chị ơi. Con này size M này. Size M nhá. Con rêu size M 60.000 chốt thêm mã ngắn. Size M SM mặc được 45 đến 52 cân nhá. 60.000 mã ngắn này. Con này màu rêu hiếm nhá. Mặt cười nhá. Mặt cười theo đấy. Ai lấy ngắn chốt ngắn 60 này. Ngắn 60 chốt cho em mã ngắn này. Mới của chị đấy. Em sẽ dự bị cho những khách ấy nhá. Đây. Con đỏ này. Đỏ này 6-70 cân nhá. Đẹp chưa? 40.000 mã đỏ này. 6-70 cân mã đỏ 40. Mới của chị Thúy Diệu. Ngắn cho chị Hiền Quang. Ngắn 60 chị Hiền Quang. Đỏ 40 nhá. Đỏ 6-70 cân cơ. 40.000 mã đỏ. Hello chị Dương này. Đấy đỏ 40 mã đỏ nhá. Con đỏ đâu chị nào quần đỏ chốt con đỏ này. 6-70 cân. Chốt cho em mã đỏ này. Một con váy beo này chị ơi. Váy beo này cổ lọ nhá. Các chị 60 cân đến 65 cân vừa hết nhá. Con này từ 55 đến 65 cân nhá. Mặc xinh nhá. Đẹp chưa? 90.000 mã beo này. 90.000 mã beo nhá. À đấy beo chốt beo 90. Từ 60 đến 7 từ 55 đến 65 cân nhá. Beo 90 mã beo này. Beo đá này. Beo đá này. 90.000 mã beo nhá. Beo đá 90 mã beo này.
Một con tím mới này, con này size S này chị ơi. Size S nhá. Xem nào. Nó co giãn chị. Nói chung chị nào size S thôi. 60.000 mã mới này. Chị nào mà thích kiểu cổ vuông ấy, cổ vuông trễ nhá. 60.000 chốt cho em mã mới. Ai lấy mới chốt cho em mã mới 60. Mới 60 chốt cho em mã mới. Váy viết đây chị ơi. Rồi ôi con váy nhũ này. Con này hàng hiệu HM cho em nhá. Size M. Size M hàng hiệu HM xịn chưa? Trời ơi. Size M cho em nhá. Có xẻ dưới này. 150.000 chốt cho em mã hiệu HM nhá. Cửu hương size L không còn chị ơi. Chỉ có mỗi con đấy size S thôi. Hiệu 150 nhá. Đây, chuẩn hiệu HM luôn, lấp lánh. Long lanh luôn nhá chị này. Chị nào thích dùng hàng hiệu này. Con này sẽ tầm khoảng 48, 52, 53 cân, chuẩn M. Đấy, siêu có giá ở hàng hiệu 55 cân cũng vừa luôn. Hiệu 150 mã hiệu này. Size M nhá. Đấy, nó nhẹ nhàng ấy. Nói chung cầm chất nó khác hẳn. Nó sẽ rất là dai chất. Hiệu 150 chốt cho em mã hiệu này. Con nâu này. Tiếp này một con xanh này. Xanh này size ML nhá. Từ 54, 58 cân nhá chị ơi. 60.000 mã xanh nhá. 54, 58 cân này. Xanh 60 chốt cho em mã xanh này. Một con 2 dây to cho chị này. Con này 6-70 cân nhá. Dáng suông nhá. 6-70 cân này 70.000 này. Chốt cho em mã đen này. 70.000 mã đen nhá. 6-70 cân này. Có mấy con váy 2 dây thôi. 70.000 mã đen này. Ai à, đen chốt đen 70 này. Tiếp này, con hoa đá chị nhá. Tầm 55-60 cân này. 55-60 cân size L này. 60.000 chốt cho em mã đá. 60.000 mã đá này. Ai lấy đá chốt đá 60 nhá. Đá 60 chốt cho em mã đá này. Con này chuẩn xịn luôn. Đá 60 chốt cho em mã đá. Mà lại con vét nhung này cho chị nhá. Con này 6-70 cân nhá. Con này bán 90.000 đi. 90.000 chốt cho em mã nhung tâm này. Đá chị Hoàng Thị Huệ này. 2 dây tím à. 90.000 chốt mã nhung tâm nhé. 6-70 cân một con vét đó chị. Vét cực phẩm này. 90.000 chốt cho em mã nhung tâm. Đá cho ai đây. Vét 6-70 cân. Đá 60 chị Hoàng Thị Huệ nhé. 2 dây tím là con nào nhỉ. Dư bí chị Vũ Nga này, chị Phạm Hoa tít dưới nhá. Dư bí chị Vũ Nga này. Nhung chị Dung Trương này. Nhung chị Dung Trương nhá. Hai dây nào tím, không có hai dây tím chị ơi. Không có hai dây tím. Nhung chị Dung Trương 90 này. Nhung 90 chị Dung Trương nhá. Tiếp nhá chị ơi. Còn rất là nhiều quần và áo. Đây con tím này không phải tím 2 dây, con này size S nhá, tím vuông này. Đấy con này 60.000 mã tím mới. Size S tím mới 60 cổ vuông. Tím mới 60 chốt cho em tím mới này. Quần nỉ nhung, áo nỉ nhung này các chị ơi. Quần nỉ nhung nhá, con này các chị tầm 55 cân này. Size M nhá. ML nhỏ bằng được nhá. Đấy, tầm 55 cân, từ 53 đến 58 cân nhá, tùy chiều cao. Đẹp chưa? 60.000 mã đỏ này. Nỉ nhung nhá, đỏ 60 mã đỏ. Đỏ 60 chốt cho em mã đỏ. Một con áo này trong. Con này cũng là nỉ nhung nhưng mà nó nhẹ thôi. Con này nhẹ nhá. Con đen cổ tròn này 55-60 cân nhá chị ơi. 60.000 mã đen này. 60.000 mã đen nhá. Ôi còi đẹp quá. Từ 50 đến 56 cân nhá. 60.000 mã đen này. Đỏ 60 chị Thanh Điền này. Đây là nỉ nhung đấy. Con đen này đẹp xuất sắc luôn. Váy nhung em không có đâu. Hôm nay mới có váy nhung thôi. Còn thi thoảng mới có ấy. Thi thoảng nó mới có váy thôi. Đen nha chị Phạm Hoa này. Đen 60 chị Phạm Hoa này. Đen 60 chị Phạm Hoa nhé. Tiếp nhá. Trời ơi. Con này các chị mà có bé không này. Có bé con này. Bé này tầm khoảng 30 cân nhá. Tầm 30 cân con này 60.000. Chốt cho em mã đại hàn. Nó dày dã man luôn. Cầm cái áo nó phải nặng hàng cân luôn đấy chị ơi. Nó rất là dày và ấm luôn.
Đấy, đại hàn 60 nhá. Cho chị tầm, cho các bé tầm khoảng 30-33 cân. Có túi luôn nhá. Con này các bé mặc được ấy. 30-33 cân đại hàn 60. Còn nữa chị ơi, còn hết, cái gì cũng còn. To đại ấy, có đang, em đang lên nỉ nhung đấy, to đại có hay sao ấy. Con này đại hàn này, con này bé của chị Thanh Nga vừa này. Vừa chị ơi, vừa thoải mái luôn. Đại hàn, chốt mã đại hàn nhé, 35 cân đấy chị ơi. 35 cân. Hiểu chị Nhung Nguyễn này, đại hàn đấy chị Nguyễn Hoa này. Đại hàn 60 chị Nguyễn Hoa nhé. Hiệu 150 cho chị Nhung Nguyễn này, chị Nhung. Chị Nhung ơi, con hiệu HM đấy á, chỉ size M thôi. Chị Nguyễn Hoa chị chốt trước rồi, chị Thanh Nga chưa chốt sau rồi. Con hiệu này hiệu HM này, 150.000. Em xem chị Nhung có vừa không? Đây co giãn chị ơi. Hiệu này hiệu HM 150 nhé. Đẹp lắm, đẳng cấp luôn ấy. Đấy các chị, 50-55 cân là mặc được rồi này. 50-55 cân nhá, nó co giãn đấy chị ơi. Cứ 50-55 cân cho em nhá. Đấy chị Nguyên Nhung có lấy con này không? Nó xẻ em mặc nhìn buồn cười quá, tại vướng cái váy ở trong. Đấy con này hiệu xịn luôn nhá. Đây nó siêu co giãn luôn đấy chị ạ. Chất của nó đỉnh lắm, hàng hiệu nó phải khác hàng thường chứ. Đây bộ nỉ nhung nhá chị này. Bộ này nguyên bản này. Bộ nguyên bản này chị ơi. Bộ nguyên bản nhá, nỉ nhung nguyên bản này. Rồi ôi em còn chui vừa đây. Chị mua cho bé 40 cân thì vừa này. Bé nào 40 cân vừa, còn mình cứ 52 cân quay đầu nhá. 200.000. Ok chị Nhung Nguyễn nhá. Bộ này chị nào 1m50-55 đây. Quần của nó là quần baggy nhá. Nguyên bản luôn đấy. Quần baggy nhá. Tầm khoảng size chị nào size SM nhỏ 50 cân, 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu 200.000, chốt cho em mã nguyên bản. Nguyên bản 200 theo nhá. Theo nguyên bản 200. Đố chị mua được bộ nguyên bản 200. Con này nó không khác gì hàng mới luôn. Không khác gì hàng mới. Nguyên bản 200. Nhung Nguyễn. Nguyên bản 200, chốt cho em mã nguyên bản. Nguyên bản 200 đúng chị Nguyễn Phương vừa luôn ấy. Chị Nhung Nguyễn này. Xuống rồi chuẩn bị học đi con ơi. Nguyên bản chị Nguyễn Phương nhé. Tiếp nhá chị ơi. Một con phong hoa chị này. À có con tím này. Chị nào là size S nhé. Size S này. Chắc là tầm 50 cân quay đầu. Sale con này có chỉ 80.000 thôi. 80.000 nhá. Chốt cho em mã váy hoa này. Váy hoa 80 chị nào size S ấy. SM nhỏ nói chung có tầm 50 cân gì đấy. 45 đến 50 52 cân nhá. Vì nhung nó co giãn đấy cơ mà. 50 cân quay đầu, 80.000 mã váy. Váy hoa 80 nhá. Một con khoác này các chị ơi, khoác này xinh chưa này? Con khoác này chị này tầm khoảng 60 65 cân cơ, con này to chị Hồng ơi. 60 65 cân, con này không phải khoác nhung mà con này là khoác vải đấy. Khoác vải nhá, con này bán chị 90.000, 90.000 mã 90. 60 đến 70 cân vừa nhá, 60 65 cân. 90.000 mã 90, con này phải size LXL nhá. 90.000 mã 90, đây là khoác vải nhá, 90.000. Chốt cho em mã 90. 90 ấy chị ơi, mã 90. Đây là khoác vải. Chứ không phải khoác nhung, nó lẫn vào đây thôi. 90 chị Dung Trương này. 90 chốt chị Dung Trương nhá, chốt mã của em nhá chị ơi. Chốt mã đi cho nó dễ. Một con quần này, quần tăm này các chị ơi. Nó ghi là quần nỉ nhá, có đây là quần nỉ nhung cho chị tầm 60 cân. Quần nỉ nhung đây này, trong lót nỉ này. Rêu tăm nhá.
cho chị tầm khoảng 60 cân ấy. Nói chung tầm 55 cân thôi mà eo to, eo đến 80 cơ. Eo tầm 76 đến 80 và tầm 55 cân ấy. Đấy. Con này bán cho chị 60.000, 60.000 mã rêu. Rêu 60 con quần đấy là quần nỉ nhung nhá, trong lót nỉ đấy. 60.000 mã rêu này. Một con khoác này. Con này nó ghi size L nhá. Size L nhưng chính ra 55 cân thôi. 55 cân này. 120.000 chốt cho em mã, 100.000 thôi. 100.000 chốt cho em mã khoác. Mã khoác 100. 55 cân. Rêu khuất chị khuất Thanh Huyền nhá. 100.000 mã khoác này. Khoác 100 nhá. Tầm 55 cân chốt mã khoác 100. Khoác 100 mã khoác. Khoác 100 cho chị Thúy Thái này. Chị Thúy Thái này. Ăn đấy học đi con này không muộn đấy. 100 cho chị Thúy Thái này, chị Thúy Thái được cái áo bi kia. Tiếp nhá chị ơi. Một bộ nhung to đại bự này, chị nào. Đẹp chưa? Đây cái chữ nó hơi bị nứt này, nó chả ảnh hưởng gì mấy đâu. Nói chung mặc lên người ta nhìn tổng thể cứ đẹp ấm là được, nó hơi bị nứt đây này. Chứ còn không quan trọng là nứt niếc gì đâu. Em mặc dễ lắm, em chả quan trọng cái nứt đấy. Bộ này phải 6-70 cân này. Sáu bảy mươi cân nhé. Áo kiểu còn chị ơi. Sáu bảy mươi cân này, quần bo gấu nhé. Quần này nó ghi size XL đấy, 2XL đấy. Đấy. Đây quần bo gấu đẹp quá luôn. Rồi ôi, cái quần của nó cực phẩm luôn đấy chị ạ. 200.000 này. 200.000. Cái quần này nó mới tinh tong luôn ấy. 200.000 chốt cho em mã 200 nhé. 200.000 mã 200. Cái quần này nó mới tinh tong chị ơi. Quần này em đã bán phải 100.000 cái quần đẹp như thế này rồi. Một bộ nhé, được cả một bộ 60 đến 70 cân nhé. 6-70 cân đây này. 85 cân em sợ không vừa ấy. 200.000 mã 200 này. 6-70 cân nhá. Đấy, bộ này nam nữ mặc được nhá. Tầm 60 đến 70 cân vừa hết này. 200.000 mã 200. Lên nốt để em lên này. Cái quần của nó mới tinh luôn ấy. Mã 200 này. Áo đây chị ơi. Áo này áo cổ 3 phân này. Quần nhiều lắm, đợi mình tí. Quần nhung, quần dày mỏng nhiều, 52 cân quay đầu. Chị ơi size SM nhỏ 52 cân quay đầu. Coi 60.000 chốt mã xanh than này. Cổ 3 phân nhé. 60.000 mã xanh than nhé. Xanh than 60 chốt em mã xanh than này. 52 cân quay đầu. Ai lấy xanh than chốt xanh than 60. Thêm quần đây để em lên quần đi. Một con quần nhung tâm này. Trời ơi. Quần nhung tâm cạc chữ chị ơi. Chết dở, con này đẹp quá này. Con này ống suông nhá. Ống suông này con này 120.000 chốt cho em mã cực phẩm size M cho em, nhung tâm size M. Tầm 55 cân, cực phẩm 120 nhá. Nhung tâm suông. Cực phẩm 120 chốt cho em cực phẩm này. Nhung tâm mới đét luôn. Xanh than 60 chị Đinh Bích Hiếu này. Chị Phượng ớt sau này. Quần cạp chữ lại còn nhung tâm nữa. Vừa cạp chữ lại vừa nhung tâm nhá. Đấy. Cực phẩm em sợ chị Hoa không vừa đâu. Để cho bạn Khuất Thanh Huyền đi. Cực phẩm này em xem nó ghi size gì ấy. Con này nó ghi size S nhưng mà to tương đương với size SM nhé. Chị Hoa không vừa đâu. Cực phẩm. Cực phẩm 120 cho Khuất Thanh Huyền nhé. Em bỏ giày ra. Chị không vừa được. Nhìn vậy thôi nhưng còn cái vòng eo của nó chị không thể vừa được. Nếu mà chị là khách lạ của em thì em không nhớ size, không biết size của chị được. May là chị khách quen đây này.
Chị không vừa đâu. Đấy, chị nào đúng 55 cân đổ lại thôi. Chị Hà Linh ơi, khoác chắc là còn mà. Về mặc không vừa nó phí đi. Ok, khoác Thanh Huyền này. Đây đây, còn con này đây. Con cạp chữ này. Cạp chữ cũng size M tầm 55 cân đây, 70.000 chốt cạp chữ này. Cạp chữ 70, con này nhung trơn nhá. Nhung trơn, cạp chữ 70 chốt cho em cạp chữ. Con này size M tầm 55 cân, cạp chữ 70. Chốt cho em cạp chữ này. Áo nỉ nhung á chị ơi, con này thêu nhá. Con này chị mua cho con thì 55 cân, còn mình 60-65 cân này. Con thì 55 cân nỉ nhung, 60.000 chốt cho em mã hồng. Cổ đẹp chưa? Đấy, các con 55 cân mặc được rồi nhá. Mình thì 60-65 cân mặc được hết. Vì dáng nó rất là rộng luôn. Đấy, hồng 60 chữ 70 khuất Thanh Huyền. Váy còn ý, đợi chị tí, váy còn, cái gì cũng còn. Chữ 70 cho khuất Thanh Huyền này. Một con quần nhung bo gấu này. Con này bo gấu nhá. Bo gấu bằng nhung luôn này. Hồng, hồng cho khuất Thanh Huyền. Em tưởng chị không lấy, chị Kim Thoa chú ơi. 60 chữ khuất Thanh Huyền. Lúc này em dơ mãi, chị chỉ hỏi là có đẹp không. Không không thấy chị lấy. Thế em cứ vứt ở đấy mãi. 60 chị khuất Thanh Huyền này. Tiếp này các chị ơi. Ok chị Kim Thoa nhá. Con này size M này các chị ơi. Đẹp chưa này. Đấy, con này bo gấu nhá. Khóa này, size SM bằng được. Con này chính ra chị từ 45 cân bằng được rồi đến 50-52 cân nhá. Đẹp chưa? Con này 50.000 đi. 50.000 chốt cho em mã xám. Xám 50 nhá. Chị nào size SM nhỏ. Size M, con này size M bằng được. Size M nhá. SM bằng được, 50.000 mã xám. Xám 50. Chị Ngân Thanh ơi. Khách mới vào inbox trước đi chị Ngân Thanh. Khách mới vào inbox trước em, tại vì tí nữa nhiều khách inbox thì các chị inbox trước em ơi. Cứ bảo em inbox trước là sao nhỉ? Xám chị Lam Lam này. Nhiều khách thế này em inbox trước thì em tìm từng khách một, tìm từng bình luận một trên cái like này. Các chị chỉ tìm một mình em dễ hơn là em tìm các chị không? Xám 50 chị Lam Lam này. Một con nhung tâm này các chị ơi. Nhung tâm này xịn luôn này. Con này size M nhá, chị nào size M này. Tầm khoảng 50-55 cân size M 100.000. Chốt cho em mã này, mã cực phẩm tiếp này. 100.000 mã cực phẩm này. Trời ơi, mà enjoy ở đâu nữa. Cực phẩm 100.000 mã cực phẩm này. Đọc xong em muốn xỉu luôn rồi.